Ramani Sekha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya Vejamani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Veeramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Vejamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura mera yama chappama đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Supra me shayama chappama dathana vechamani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapu-jana-veramani-sikha-padang-samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana vechamani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha Gita đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Natcha Gita Vadita Visu Kadasana Malakan Tavile Panatha Chanaman Dana Vifu Sanatana Vechamani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha-sayana-maha-sayana-veramani-sikha-badang-samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ucchasayana Mahasayana Vechamani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang Athang Gassamana Gatang Puthapan Nhatang Upo Satang Itmanchara Tinh Itmanchadivasang Samadeva Abhichakitum Samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani uposa sivana sena iman jaratan iman jidivasang sa tukang katoa. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amavante, chúng con xin thành kính phụng.
Sì le na su ga tan yam ti, sì le na phu ga sam ba da, sì le ni ni bu tan yam ti, ta sa ma sì lang vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên nhất lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Và tu sắp mang mang là lặng ra khăn tu sắp bề đề và ta sắp ở bồ đà nữ phá về nơi sanh ra so thị phá quan tu chế và qua tu sắp mang mang là lặng ra khăn tu sắp bề đề và ta sắp ăn hầm má nữ phá về nơi sanh ra so thị phá quan tu chế và qua tu sắp mang mang là lặng ra khăn tu sắp bề đề và ta sắp ở sầm kha nữ phá về nơi sanh ra so thị phá quan tu chế. Tất cả anh vô hạn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tề Quyền cùng chư tôn đức và con sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Cảm ơn Quy Ngọc. Dạ. Đây là chương trình Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam thì 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston thì 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Khama thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 7 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là trường bộ kinh
Adiya Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, quý đợi chút nha. Bài 34, Kinh Thập Tượng Chấp Ngã. Không có nghe hả Phong Lan? Một pháp cần được đoạn trừ sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa. Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giác, kính đại đệ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử, thưa quý vị. Hôm nay chúng ta đề cập đến một pháp cũng là mạng, nhưng mà đề đặc biệt trên phương diện ta là ai. Mỗi chúng ta, thưa quý vị, đều có những cái nhìn bản thân của mình, nhưng mà gọi là ngã chấp ta là ai thôi, thì điều đó nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ tự thị, ở chỗ tự kiêu, tự mãn. Và dĩ nhiên đây là một đề tài không phải chỉ riêng về phương diện Phật pháp mà trên phương diện tâm lý. Và hôm nay chúng tôi có trích một đoạn ở trong Đức Phật và Phật pháp, ở trong đó ngài Narada khi ngài biên soạn quyển sách này thì ngài đã sử dụng sớ giải cũng như là chánh kinh của Trung Bộ Kinh. Thưa quý vị, một ở trong những điều mà khiến cho chúng ta nhìn về thế giới này và nhìn bản thân của chúng ta là chúng ta là ai? Chúng ta là người giàu, là nghèo, chúng ta là ông này, bà kia, chúng ta là người có xuất thân thế này, xuất thân thế khác. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì những cái khẳng định mình là ai đó thì thật sự nó không có quan trọng lắm. Chúng ta làm gì? Bây giờ thì mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thưa Tòa Tây Nguyên vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại ở trong ngay. Nam mô Bồ Tát gia, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh hôm nay, quý vị đợi chút nha. Quý vị đợi chút bài. Quý vị đợi chút, đợi chút. Đâu mất rồi, là đâu mất rồi. Nhật Quỳnh phát bài giùm Nhật Quỳnh ơi. Tôi bị trở ngại rồi. Cái bài chưa, không chuẩn bị. Vậy thưa quý vị đợi chút xíu nha, tôi phải trở lại cái email. Xin lỗi quý vị nha, đợi chút xíu, đợi chút xíu. Tôi đang cầm mic đó mà Phong Lan không thấy gì hết hả? Phong Lan có ra ngoài chưa? Phong. Rồi rồi, vậy mời Nhật Quỳnh rảnh hả? Nhật Quỳnh đọc giùm đi, còn nếu không thì phải đợi chút xíu, đợi chút đi tôi. Thôi cảm ơn Nhật Quỳnh nha, Nhật Quỳnh đợi chút xíu. Tôi lấy cái bài chánh kinh ra. Đợi chút xíu. Này các hiện giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp
chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập. Một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri. Quý vị đợi chút nha, bên này cái phần này nó hơi chữ hơi nhỏ chút xíu. Thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ ngã mạn, đó là pháp cần phải đoạn trừ. Đoạn kinh sau đây trích từ quyển Đức Phật và Phật Pháp, bản dịch của Phạm Kim Khánh trong bộ Samyutta Nikaya tạp A Hàm, có một chương đặc biệt ghi lại những lời Đức Phật dạy Sayyi Rahula về đặc tướng vô thường của vạn pháp. Vị thầy Rahula xuất gia lúc tuổi còn nhỏ nên Đức Phật thường khuyên bảo và dẫn dắt ngài trên con đường chân chánh. Chân chính kinh Sutta Nipata ghi chép rằng Đức Phật thường lặp đi nhắc lại Sayyi Rahula, bài kể sau đây hãy từ bỏ dục lạc ngũ trần, vừa im dịu vừa đầy sức quyến rũ. Với niềm tin vững chắc, hãy từ bỏ gia đình để làm người chấm dứt đau khổ. Hãy tìm chỗ nơi xa xôi ẩn dật, thanh vắng và an tịnh. Hãy tri túc sự trong sự độ thực, không luyến ái y bán những vật dụng cần thiết và chỗ ở, không nên tìm lại niềm vui thế tục này. Hãy nghiêm trì giới luật và thu thúc lục căn, hãy thận trọng canh phòng nhục dục ngũ trần và yểm ly thế gian pháp. Hãy tránh xa những hào nhoáng về bề ngoài của sự vật. Hãy trao đổi tâm nhất điểm và tĩnh lặng trong sạch. Hãy phát triển những gì không nuôi dưỡng lớp mặt bề ngoài. Hãy loại trừ tánh ngã mạn ngủ ngầm trong tâm. Hãy tận diệt ngã mạn, như vậy con sẽ đi xuyên qua cuộc sống thanh bình an lạc tuyệt đối. Đến năm lên 18, nhân dịp một tư tưởng luyến ái phát sinh có liên hệ đến thân hình đẹp đẽ của mình, Sayyi Rahula lại được nghe một bài pháp thâm diệu về sự phát triển tinh thần. Ngày nọ, thầy Sayyi theo Đức Phật trì bình, phong độ oai nghiêm quý trọng của hai vị tu sĩ xem tựa hồ như thốt ngữ tượng dũng dạng, cùng đi với tượng con quý phái như thiên nga của đức vua, dắt con lội trên mặt hồ trong cung điện như hộ chúa quay phong và hùm con lẫm liệt. Cả hai ngài đều có thân hình đẹp đẽ, cả hai đều thuộc dòng Mã Thượng và Vương Tôn, cả hai đều từ ngai vàng cất bước đi. Trong lúc chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thế Tôn Sayyi Rahula nghĩ rằng, ta cũng đẹp đẽ như Đức Thế Tôn, cha ta, thân hình của Đức Phật vô cùng đẹp đẽ và thân hình ta cũng vậy. Đức Phật đọc ngay tư tưởng bất thiện ấy đang đi ngày chân, quay lại dạy như sau. Bất luận hình dáng đẹp đẽ hay xấu xí, hay thế nào đi nữa cũng phải quan sát như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là của ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Thầy Rahula cung kính bạch với Đức Phật, và Đức Phật, có phải ta chỉ nên xem hình thể như thế không? Đức Phật dạy rằng ta phải xem tất cả năm uẩn như thế ấy. Sau khi nghe lời giáo huấn của Đức Phật,
Thầy Rahula xin phép không đi theo vào làng Trì Bình như mọi hôm. Thầy dừng lại dưới cội cây, ngồi tréo chân theo lối kết già thẳng mình và chú tâm hành thiền. Thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Chà. Nam mô Bụt Thà Chà, Nam mô Tham Ma Chà, Nam mô Đăng Khai Giới Giờ Thưa, đến chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. À, chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu Tịnh Độ Giác Đẳng Thượng Tọa Minh Hạnh và Đức Nguyên Thông cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Kuthang Phakkhavanta. Napi Vade Miswa Khato Phakkhavanta Thammo Thammang Namasami Sukhutipanno. Phakkhavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Để chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần cầu ý tán dương đức tam bảo là Phật bảo pháp bảo và tăng bảo của nhà quyền lực tam bảo hành giáo hội đến chư tôn đức tăng chúng tôi cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thà Chà. Như kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là chúng ta học kinh thập thường của cái pháp chấp ngã của cái không tham phần, một pháp cần được đoạn trừ. Thì có thể nói rằng trong cái phần kinh thập thường hôm nay chúng ta học cái pháp này, tôi nhớ rồi và lúc chúng ta học lúc nhỏ học cái này nó rất là nhớ, chỗ là Katamo Eko Kamo. Hôm nay là bài Bahatapo. Cái dạng Katamo Eko Kamo Bahatapo Asmikmano Ayang Eko Kamo Bahatapo, tức là thế nào là một pháp, là một pháp mà chúng ta ở tưởng đi, chúng ta gọi là pháp được cần phải được đoạn trừ. Nhãn mạn là một pháp cần phải được đoạn trừ. Thì chánh kinh chúng ta đã được nghe như vậy. Thì kính thưa nhất quý vị, ngã mạn tại sao là một pháp cần được đoạn trừ? Nếu chúng ta nói cái chữ ngã mạn từ cái căn của cái ngã mạn để nói lên cái sự nguy hiểm nó hết sức là to lớn. Nó xuất từ cái chữ căn căn man, à, ngữ căn của nó đó là man mà có nhiều nghĩa như là chập lên nhau, chồng lên nhau vân vân, hay là nên ma nát, hay là ngã mạn là cái sự so sánh điều mình có với cái người khác, người khác có. Thì khi chúng ta nếu như chúng ta chiết tự ra đó thì tôi tiếp tục ngữ là áo quát, từ tiếp tục ngữ áo quát mà tiếp tục ở quá này cộng với căn hay căn man, tức là khinh thường hay là xem thường hay khinh dễ người ta, hay là từ cái căn á tí cộng với man á là từ đầu 15 may nhá tí cũng vậy, là tự phụ hay là khinh thị. Ở đây chúng ta gọi là hai, hoặc là á tí man á tôi, hay là tự kiêu tự phụ vân vân, thì cái nghĩa nó rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta xài cái chữ man á thì gọi là cái chữ ngã, như vậy ngã mạn hay chúng ta gọi là tự hào hay tự mạn hay ngạo mạn, trước là chúng ta khinh thường đối với kẻ khác. Mà chúng ta luôn luôn tự hào cái điều mà mình hơn người vân vân, thì cả đời hay đạo gì ở đời sống bình 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 thường giữa con người với con người mà chúng ta có cái tâm tính ngã mạn, chúng ta có cái tâm tính tức là xem thường người khác, tự cho rằng mình là hay hơn, mình tốt hơn, còn là một điều hết sức tệ hại, hết sức là bất lợi, chứ đừng nói chi là một sự tiến tu. Cái điều mà chúng ta ngã mạn đó, ở trong tâm của chúng ta cũng vậy, mà bên ngoài cũng vậy, nó cũng đều là tai hại. Bên ngoài thì mình tỏ ra là kiêu căng tự đắc, mình ngạo mạn. Còn ở bên trong tâm của mình đó, thì chúng ta luôn luôn có sự hãnh diện điều mình có, điều mình có hay hoặc điều mình đạt được, và mình rất là tự mãn ở trong lòng. Thì nếu mà nội tâm bên trong bên ngoài cũng vậy,
Thì đó là một pháp nó đưa đến một cái điều đau khổ. Ở trong kinh rằng cái sự kiêu mạn này á, nó thường là nó đối với cái tuổi trẻ đó, họ có một cái sức khỏe, có một sức mạnh và có một cái nhiều cái điều mà họ cầu mong họ muốn, thì cái sự thổ lộ của họ nó rất là ghê gớm. Bởi vì tự cho mình là phải hay, tự cho mình cho là giỏi vân vân. Thì chúng ta biết cái trên cái tinh thần này, Đức Phật ngài một là trong những người mà xóa bỏ những cái giai cấp mà cho rằng mình chỉ có sa môn bà la môn, chỉ có sắc đế lị mới là cao quý, còn tất cả những thương gia hay là nô lệ đó là những kẻ thấp. Và đặc biệt tức là nói về cho những người chúng ta gọi là chiên đà la, là những người thấp kém như vậy lại càng đau khổ hơn. Để chính Đức Phật ngài đã nói không có sự cao thấp ở trong quyết thống, mà chỉ có sự cao thấp trong cái tâm của mỗi con người, là tâm tốt, là thiện tâm hay là ác tâm. Thì chính vì là một pháp rất là tệ hại, mà như chúng ta thấy như trong kinh văn mà chúng ta vừa được nghe trình bày đó, Đức Phật ngài biết được cái tâm trạng của ngài Rahula, ngài đưa ra nhiều cái pháp, chẳng hạn như những cái pháp mà nó sanh khởi lên là do cái hãy tránh xa, hãy tu tập để đoạn trừ những cái dục tầm cầu, dục ước muốn, mà tầm cầu ước muốn hay tránh xa những sự hào nhoáng bên ngoài của vân, hãy trao dồi tâm, cái tâm được tĩnh lặng vân vân, thì được cho tâm mình nó phải như thế này, phải như thế nọ. Và chúng ta thấy một lần cùng với Đức Phật đi bát, thì thấy người ta tôn trọng, thấy người ta đảnh lễ cúng dường, mà thấy phải nói rằng là cái pháp tướng của Đức Phật là một vị rồi, thì dĩ nhiên rằng cái pháp tướng của ngài Rahula như là thua Đức Phật, nhưng điều cũng vẫn sáng, cũng vẫn có sự sáng ngời. Thì Sa Di Xuất Khá năm 18 tuổi, năm lên 18 á, thì tự nhiên có một cái sự suy nghĩ, mình là con của Phật mà, mình là con của Phật, cho nên đã là cũng xuất thân từ dòng dõi sắc giá, tức là Thích Ca mà. Dạ, thì cái tâm nó khởi lên thì Đức Phật ngài biết liền, và ngài dạy ngài xây số cá, đó chính là quay lại ngài dạy bất cứ là đẹp xấu như thế nào đi nữa thì cũng quan sát thân này không phải là ta, không, cái này không phải là của ta, cái này không phải là tự ngã của ta, đó chính là chỉ là ngũ quẩn, chỉ là một cái sự chấp nối của năm quẩn mà tạo nên cái thân này. Nó hiệp hội trước nhất là của sắc quẩn, và sau đó tạo tưởng hành thức, tạo nên một sắc thân của chính ngài và của Rahula. Thì khi chúng ta biết rằng Đức Phật ngài tuyệt vời vô cùng, chúng ta thấy ngài dạy cái đích thân, biết được cái tâm khởi lên của Rahula như vậy, và chính ngài đã điềm chỉ vạch ra cái sự thiếu sót và cái sự hiểu sai của Rahula. Chứ để cho tâm của Rahula nó có một cái tâm khởi lên của sự ngã mạn, tâm của Rahula khởi lên một cái sự tự kiêu, tự mạn. Cũng như chúng ta biết Sa Nặc đó, luôn luôn tự nghĩ rằng mình là có công đưa Bồ Tát vượt thành Ca Tỳ La Vệ và đi xuất gia. Tại sao mà phải tôn trọng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên? Thì các vị này là đại đệ tử, mà nhiều lần Đức Phật ngài khen thưởng như vậy, ta cũng là người đại đệ tử, chính ta đưa Đức Phật ngài đi tu mà. Thì cái tâm của vị ấy khởi lên cũng là một cái tâm ngã mạn, và cái tâm ngã mạn đó là nó chẳng đứng lại cho Sa Nặc rất là nhiều cái điều tai hại. Và về sau trước khi Đức Phật ngày viên tịch, thì người ta nói với A Nan, phải sau này là phải hành phạt Sa Nặc bằng một cái tức là Pramadanda, tức là cái phạm đàn. Thì lúc đó Sa Nặc mới là bỏ đi một cái tánh kiêu căng ngã mạn của mình và sám hối chưa tăng.
và tiến tu cho đến khi mà chấm dứt cái thành tựu cái quả vị A-la-hán. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này á, cái tâm ngã mạn là cái tâm hết sức là nguy hiểm. Có nhiều người chúng ta biết là họ rất là hiền, họ rất là nhẹ nhàng, nhưng đều đừng đụng chạm vào cái sở tâm sở tánh hay là cái kiến văn kiến thức của chính họ. Mà nếu chúng ta nói điều này bình thản, điều ta thán cái điều nọ, thì họ sẽ cảm thấy họ rất là bực bội. Cũng như hình như là có một bà hoàng hậu rất là tự mãn với cái sắc đẹp của chính mình, mà đến khi gặp Phật thì ngài coi như là ngài gọi là nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân trọng chất bao nhiêu là khổ sầu, cũng chính tự mãn. Đó chính là giờ là hoàng hậu Khê Ma, và hoàng hậu Khê Ma hay công chúa gọi là Abhirupananda là dòng họ Thích Ca, luôn luôn tự mãn về cái nhan sắc của mình do những công đức mà tạo được. Những điều kính thú quý vị, thì ở đây chúng ta thấy dầu cho bất cứ tình huống như thế nào, ai mà có thể hơn được Phật? Nhưng chính Đức Phật này cũng không bao giờ, lời nói hành động của chính Phật cũng không bao giờ tự thân ngài đưa ra về cái lợi điểm của chính ngài, rồi bảo người ta như thế này, bảo người ta như thế nọ về cái cách mà giáo dục hay về cái cách mà truyền đạo của Phật rất là đặc biệt. Và chúng ta thấy ngài, ai quý đến ngài, nhiều khi Đức Phật ngài hãy chiêm nghiệm, hãy thực hiện, và ngay khi đó các ngươi thành tựu thì quy y cũng không là muộn. Nhưng điều thường khi những người đó còn một cái sự hoài nghi, còn một cái sự tư lự, thì Đức Phật ngài chỉ dạy như vậy đến để mà thấy, đến để mà hiểu. Dạ, Sanditiko Akaliko, thì ngay khi đó tức là đến để mà thấy thực chứng trên cái lời dạy của chính ngài. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là đừng bao giờ mang một cái tâm ngã mạn. Bởi vì sao vậy? Chỉ có Đức Phật là cao cả tuyệt vời thôi, chứ người ta nói rằng là núi này cao còn núi khác cao hơn. Tức chúng mà chúng ta hiểu, cái mà chúng ta hiểu người khác đã hiểu, cái người khác hiểu chúng ta chưa chắc hiểu. Có người hay cho rằng mình hay, mình giỏi, mình tự cao, mình tự phụ, mình tự đại, vân vân, tất cả những cái điều đó nó hết sức là nguy hiểm. Nói về cái sự ngã mạn á, thì nó có nói nhiều cách, nhưng điều mà nói theo hồi xưa chúng ta học, thì chúng ta nhớ cái phân biệt như thế này, tức là hơn nghĩ bằng, tức là hơn, mình nghĩ mình hơn rồi bằng, nghĩ bằng, thua, nghĩ thua, mỗi thứ nó có như là nó chia ra ba như vậy là chính cách ngã mạn. Mình hơn mình ý hơn mình ý bằng, hơn mình ý mình thua, rồi bằng ý bằng ý hơn, bằng ý thua, rồi thua ý bằng, và thua ý mình thua, mình đã thua rồi mình cũng vẫn là có cái tâm ngã mạn đó quý vị. Cái tâm con người như vậy đó. Thì ở đây có thể nói rằng cái ngã mạn này là một trong những pháp mà chúng tôi nhớ cũng không lầm, ở trong cái một trong khúc gỗ không thể trôi về biển cả, trong đó cũng có cái pháp ngã mạn. Dạ. Thì có rất nhiều cái pháp mà đưa đến một cái tâm mà nếu như mà một con người mà có cái tâm ngã mạn, cái sự so sánh mà về phương diện mình cao hơn giữa người với mình ngang bằng vân vân, cao mình tự cho rằng mình giỏi hơn họ, mình lớn hơn họ, mình hay hơn họ, mình tốt đẹp hơn họ. Tức là chúng ta so sánh về cái sanh chủng, chúng ta so sánh về dòng dõi, hay chúng ta so sánh về họ tộc, hay chúng ta so sánh về tài sản, hay ngày hôm nay chúng ta so sánh về cái gì, về cái tài cán của chúng ta, về cái nghệ thuật của mình, hay là cái biển bát của mình, hay là cái khả năng của mình vân vân. Thì những cái cách đó thì đều là đưa đến cái tai hại, làm cho tâm của mình, của người khác cũng không có thể khó ưa, khó gần chúng ta nữa. Và những người có cái hay không có thể tiến hóa thành các cái bậc thượng nhân được. Và chúng ta nhớ ở trong tham ngã
thuộc về cái sở hữu ngã là một trong những cái pháp mà nó ngăn chặn cái sự tiến hóa của tâm mình. Bởi vì khi mình có cái tâm ngã mạn như bị khắc khoải, bị chấp thủ như vậy, bị chấp ngã như vậy, thì không thể nào chúng ta đón nhận được một cái điều hay, điều tốt của người khác nói ra. Chúng ta nhớ có một điều, một lần chúng ta có một chỗ, tức là đừng bao giờ xem thường bất cứ một người nào. Người nào giàu cho có nghèo, có khổ, có xấu xa như thế nào, nhưng trong tâm hồn của họ có lúc họ cũng có những cái tốt. Tâm của họ lúc đó tốt, nhưng chưa chắc rằng tâm của chúng ta có được tốt như chính họ hay không. Và kính thưa quý vị, chúng ta không được phép xem thường bất cứ một ai. Mà bằng cái sự so sánh mình, thí dụ như người ta bị tù tội, người ta là những người bị phạm pháp hành sự, bị kêu án, bị pháp đình, bị tòa án lệnh bắt luôn, ví dụ như vậy, với những cái tội lỗi như thế này, với những tội lỗi như thế kia, thì chúng ta cũng đừng có cái tâm mà thối mạ người ta hay là xem thường người ta. Bởi vì chưa biết lúc đó nếu như chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ làm hơn họ nữa hay là như thế nào đây. Vì vậy cho nên đừng bao giờ mà nhìn người khác rồi chúng ta có cái sự xem thường, hay chúng ta có một cái bình phẩm như thế này thế nọ. Bởi vì chúng ta không có quyền để quyết cái điều đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm phàm phu bất cứ khi nào cũng có thể lên, cũng có thể khởi lên những cái sân tâm, những cái ác tâm hết sức là xấu xa và hết sức là tệ hại. Mình hơn người ta đi, thì kính thưa quý vị, mình cũng nên có một cái cũng nên có một cái chúng ta gọi là cái tư cách của mình chút xíu, tức là chúng ta biết nhẹ nhàng và chúng ta biết khiêm tốn. Cái sự khiêm tốn này nó sẽ thể hiện cho cái gì? Cho cái tư cách của chúng ta nhẹ nhàng, khiêm tốn, phải lễ độ một chút xíu. Thường thường những người có cái tính khinh khi kẻ khác ít bao giờ thành công trong cuộc đời này, và chắc chắn rằng không có thể tiến hóa được ở trong pháp và luật này. Bởi vì luôn luôn khởi cái tâm chấp ngã, chấp thủ không, tự cho mình là cao thượng hay tự cho mình là hay. Quý vị trong một số các vị thì khéo cũng nhìn nó lạ, một số sư ngày hôm nay luôn luôn ở trong tâm nghĩ rằng cái giới của mình nó sạch hơn, trong sạch hơn người ta, nhìn người ta bằng một cặp mắt tức là ác giới, ác kiến, rất là lạ, mà chưa biết không biết khả năng tu tập của mình, cái bá la mật của nhau như thế nào. Dẫu cho một vị tăng đó đang phạm một đại giới, mà vị ấy đang phạm cái đại giới, nhưng chúng ta chưa chắc chúng ta hơn cái phước ba la mật mà tiến tu đối với cái vị đó đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi người ta đang phạm như vậy, nhưng có thể là do cái thiện pháp ba la mật trong quá khứ người ta. Người ta có thể cố gắng, người ta tu tập, người ta có thể chuyển hóa được hay là thành tựu được. Hay sau khi họ trả cái ác nghiệp đó, họ kết thúc, và kết thúc sớm hơn chúng ta nữa. Bởi vì đường sinh tử hồn ai nấy giữ, và chúng ta cũng đừng có cái sự phân kỳ, phân ly, so sánh hơn người ta đâu. Chưa biết đâu, người ta đang bị một cái nạn như vậy, người ta đang bị một cái tình huống như vậy, chúng ta cũng đừng có sự phán xét người ta. Một người mà phạm luật, phạm tội gì đó, về cái kiến văn, kiến thức, về cái học thiểm người ta, về khả năng của người ta, về cái tài sản của người ta, vân vân, vì chưa chắc chúng ta bằng người ta. Cho nên chúng ta đừng có nói chỉ là do một cái phút nóng giận, do một phút mà nhiều khi là giận hờn, câu thúc, ganh ghét, ghen tương, mà người ta xuống tay đưa đến pháp mình như vậy. Nhưng phải nói rằng đời sống bình nhật của người đó là những cái đời sống mà tập đưa đến cái lợi, đưa đến cái điều tốt đẹp cho phần đông, cho đại chúng. Rồi cái chuyện riêng của người ta mới liên can đến cái pháp đình, pháp sự.
Thì ở đây chúng ta thấy muốn nói như vậy là như thế nào? Đừng bao giờ xem thường ai. Và đặc biệt là người phàm phu thì đừng bao giờ mà chúng ta tự mãn và chúng ta tự cho mình là cao thượng, tự cho mình là hay. Ngày nào mà chúng ta tự mãn như vậy, tự phụ như vậy và tự kiêu như vậy thì ngày đó xem như chúng ta đã bị trần đứng, chúng ta không thể thoát qua khỏi cái lưới của tham ái, cái lưới của ác ma đã trần đứng chúng ta. Đã so sánh hơn là một điều đã trở ngại. Và chúng ta ngang về phương diện ngang hàng, chúng ta cũng so sánh một cách ngang hàng. Tài sản tôi ngang hàng, khả năng tôi ngang với anh, khả năng tôi bằng anh, vân vân. Và bởi vì chính vì bằng ý thua, bằng ý hơn, vân vân, thì tất cả những cái tâm tư của chúng ta đều là cái tâm đưa đến cho chính ta cái sự so sánh giữa mình với người. Ở đây có nghĩa là chúng ta có cái tánh hơn thua quá nhiều. Và khi có tánh hơn thua quá nhiều, chúng ta sống gần những người đó ghê lắm quý vị, khủng khiếp lắm. Dạ thưa quý vị, còn nghe nói rõ, ông Thanh có nghe rõ liên tục không? Dạ quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Dạ cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Quý vị. Thì kính thưa quý vị, chính là cái điều mà khi chúng ta khởi lên cái tâm, cứ khởi lên ở trong 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 tâm mình một cái tâm mà hơn thua đó, là thì cái vấn đề ở ngoài chúng tôi nó hơn thua đó, cái tâm của mình ngã mạn quá đó, tâm của mình chấp thủ như vậy, thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta có những người bạn tốt, có những người dám kề chúng ta, bởi vì nó luôn luôn có một cái hơn thua quá. Chính vì người ta rất sợ vì cái sự hơn thua đó, cho nên rất là nguy hiểm. Cái người ngu mà biết mình ngu á, trở thành người trí, mà người ngu mà cho rằng mình trí thì đây rất là nguy hiểm. Với cái người trí, cái bậc thượng trí, bậc thượng nhân, người ta không có khoe khoang, dầu cho là bằng hay là thua, vì ấy có cái tâm không bị dao động với cái tiếng cười chê của cuộc đời. Một lần mà ác ma chặn đường khiến cho nhiều người không cúng dường đến Đức Phật, nghĩ rằng hôm đó Đức Phật ngày không được gì hết trơn. Ác ma tự mạng nghĩ rằng chính ta là người gây nên cái điều khổ này cho Sa Môn Cồ Đàm, thì chính Đức Phật nói rằng tâm ta luôn luôn an lạc, dầu cho có tốt có đẹp gì có hay không, cái Phật thực Như Lai vẫn an lạc. Nhưng kính thưa quý vị, quả thật thì không thể nào mà cái phước báo của một vị chánh hạnh chánh giác có thể mà không có Phật thực được, chặn được những người phàm phu chứ làm sao mà chặn được. Các vị chư thiên họ luôn luôn trực chờ để cúng dường đến Đức Phật. Dĩ nhiên Đức Phật này không nói chi cho ác ma được biết như vậy. Cái con người mà thua, mà ý mình thua, đây là một cái sự tệ hại rồi, đã tệ hại rồi thì lại càng tệ hại hơn. Cũng như nãy chúng tôi nói thua mà ý thua, cũng như là người ngu mà không biết mình ngu. Ý tưởng thua đó, tôi dở, tôi không được, tôi tệ hại như vậy thì cũng kệ cha tôi, vân vân. Cái cách nói đó, kệ cha tôi, mắc mớ gì tới mấy người, mắc mớ gì tới ông, tới bà, tới cô, tới anh, phải nói như thế này, phải nói như thế kia. Tôi nghèo thì kệ tôi, đã nghèo là một cái khổ mà chấp cái
chấp trong cái nghèo đó nữa là lại càng khổ hơn. Nhưng người ta đâu có hiểu, người ta đâu có hiểu. Cho nên vì vậy kiếp con người có sự so sánh, mình hơn người, mình bằng người, mình thua người. Cái sự hơn thua này nó là một cái pháp mà có thể nói được, kính thưa quý vị, hết sức là tai hại, mà đưa đến nhiều cái sự đau khổ từ đời này cho đến cái đời sau. Nếu như chúng ta biết ở trong cái tinh thần, mà bao giờ mình biết được cái tâm của mình bình thản, hay là mình biết khiêm cung, khiêm tốn một chút xíu, tự cho mình là hay, tự mình là như thế này thế nọ, tất cả khi tâm ngã mạn nó khởi lên thì hết sức là nguy hiểm. Khi cái ngã mạn nó sanh khởi lên thì nó thúc đẩy các cái pháp ác bất thiện, hay là những cái pháp tệ hại nó đồng sanh theo. Có thể nói rằng là như chúng ta nhớ ở trong cái tiền kiếp của ngài Chú Lá Banh Thát Cá, ngài Chú Lá Banh Thát Cá do kiêu mạn về cái trí tuệ của mình đã chê bai một vị tỳ kheo khác ở trong tiền thân, làm cho vị đó mắc cỡ, làm cho vị đó phải nói là hổ thẹn, làm cho vị đó khổ vô cùng. Mà quý vị biết đến khi mà sanh thành cái nhầm thời của Đức Phật Thích Ca của chúng ta nhớ, quý vị nhớ và coi như là chú Lá Banh Thát Cá học chỉ một câu kệ mà 4 tháng không thuộc, đến lời Maha Banh Thát Cá nói rằng thôi coi như là để đi về đi để hoàn tục đi, chứ cái này là hết thuốc trị rồi. Nhưng Đức Phật ngài biết đây là một bậc trí tuệ vô cùng, nên vì vậy á, ngài mới khuyến ngài mới đưa một cái hình như chúng nhau làm đưa một cái khăn cho chú Lá Banh Thát Cá lau, và chú Lá Banh Thát Cá mới quán về cái tam tướng, quán về cái tịnh tướng, quán về cái thể trường đó mà chứng đắc A La Hán, và với cái luận thông trí tuệ phân tích đó. Dạ. Thì chỉ có cái gì, cái tâm so sánh người, chỉ là chê người ta, xem thường người ta. Với hồi xưa khi mà nhỏ học á, đừng chê người ta ngu, chê người ta ngu là mình ngu 7 kiếp. Thường thường á, chúng ta hay nặng lời với người khác, sao mà mày ngu quá, anh ngu quá, bà ngu quá, cô ngu quá, vân vân. Thì những cái từ đó, cái từ rất là nặng, tức là mình mắng nhiếc người ta để người ta phải đau khổ. Vì vậy cho nên kính thưa quý vị, cái tâm của con người mình đó, khi mình nóng giận mình dễ có thể phát ngôn lên, mà lời nói đã ra rồi đó thì không thể rút được. Chúng ta đã nói cái lời mắng nhiếc, cái lời sàng bậy rồi thì chúng ta không thể dừng lại được, không thể kéo lại được, như là kiếm đã rút ra. Cho nên vì vậy ở trong cái sự tu tập á, chúng ta luôn luôn phải biết thu thúc cái khẩu một chút xíu, ít nói á thì ít lỗi lầm. Đừng bao giờ vì một cái bệnh dối thì hay làm tốt, mà dốt thì hay nói chữ. Đây chính là cái thua, cái dở của mình, cái mình không có. Mình chịu thật chấp nhận là không có. Mình đừng vì cái tâm ngã mạn một cách tức là nó chua chát, để nó chen vào tâm của chúng ta, rồi để chúng ta làm mất đi cái lợi lạc. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Cái câu đó, cái tục ngữ này ta nói như vậy cũng rất là hay. Ai mà biết được hết, vì vậy chúng ta có cái tâm, à mình cũng nên
nên đón nghe những cái lời hay, những cái ý đẹp, những cái lời dạy của các bậc hiền trí, của những người đa văn quảng kiến. Khi người ta hỏi mình, hay khi người ta hay tự mình suy nghĩ mình chưa hiểu, chưa biết điều đó, thì chúng ta biết trau dồi, chúng ta biết cố gắng. Thì đây chính là những cái pháp mà nó hết sức là tốt đẹp, đặc biệt để tâm của chúng ta nó mới được được hay chứ. Bây giờ mà nó khổ ải vô biên cái điều quý vị biết bây giờ đó, cái xã hội ngày hôm nay à, nó bằng cấp mà không có nói rồi, nó lại len lỏi ở dỗ trong đạo nữa. Người ta cứ nói, người ta cứ thạc sĩ tiến sĩ, người ta lầu sĩ như thế này, phỏng mình gì là lầu sĩ thôi. Những điều mà thôi, cái điều bởi vì mình chưa có tiến sĩ, chưa có lên thạc sĩ gì, mình nói người ta bởi vì anh không có cho nên không có được nói đúng như vậy thì thôi. Người ta cho rằng người ta đạt được cái bằng cấp này, đạt được cái bằng cấp kia, có được những cái bằng cấp đó là người ta mới được quyền nói, và người ta mới được quyền như thế này thế nọ, thì phải nói rằng lại càng nguy hiểm nữa quý vị biết. Cái người mà không thật sự với khả năng đó mà cầm một cái chúng ta tạm gọi tức là cầm một cái thanh gươm đó mà đi múa tầm bậy tầm bạ, thì chẳng những nó di họa đến người đó mà khổ đau cho những người khác thì thôi, thì chẳng qua là cái nghiệp chung thôi, cái nghiệp chung à, cái do cái nghiệp dính líu với chính họ thôi. Thì chứ sự thật ra cái gì là sự thật, cái đó mới tồn tại. Cái mà chúng ta không có cái tâm mà giấu giếm cái tâm mà tâm thật của mình, cái điều mình có mình biết mình có, cái điều không có là phải biết rằng mình thiếu thốn. Và khi mình thiếu thốn thì mình biết chăm, biết nuôi dưỡng. Thì như thế thì kính thưa quý vị, ở đây nếu chúng ta không biết được cái ưu điểm của chính mình để chúng ta bổ khuyết thì nguy hiểm vô cùng. Ở trong cuộc đời này có muôn ngàn cái việc mình tự cho rằng mình cao thượng, mình tự cho rằng mình hay, mình múa gậy giữa rừng quang mà cho rằng không ai biết, không ai hiểu sao. Cái điều này có ngày chúng ta gặp cái sự trở ngại, có ngày chúng ta gặp coi như là cái sự tai hại, cái sự nguy hiểm lúc đó rồi hối hận đau khổ rất là muộn màng. Một con người mà có cái tâm ngã mạn, nó ngăn chặn tất cả những cái pháp thiện, những cái pháp tốt đẹp, tâm của người đó không bao giờ có cái sự tiến triển cả. Là một người có cái tâm bình thường, có cái tâm biết dừng lại, có cái tâm biết đón nghe, hay là chúng ta biết mình hơi giản dị chút xíu, mình biết đón nghe một chút xíu, mình biết mình dạy cái tâm của mình, đừng có tranh hơn tranh thua, thì kính thưa quý vị, người ấy sẽ đạt được nhiều cái điều tốt đẹp. Làm việc ở ngoài xã hội cũng vậy, nếu như một người là chúng ta có cái quyền, chúng ta có cái chức danh nó lớn mà chúng ta tự mãn với cái chức danh của mình, mà chúng ta đàn áp với những người đồng nghiệp khác, những người xung quanh khác, cho rằng mình là như thế này, mình phải là như thế kia, thì nó đã là bất lợi vô cùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không có được người ta gần kề, người ta thương tưởng. Mà trong cái việc công ty xí nghiệp hay trong cái việc sinh hoạt, tìm kế sinh nhai, cái sự buôn bán chiến trường mà, thì dễ bị người khác hại. Cho nên vì vậy, nếu như một con người mà không có dứt trừ được, hay là chúng ta có thể giảm bớt được cái tâm ngã mạn, thì người đó không thể thành tựu được. Một người tu mà chấp ngã quá,
tự cho mình là cao thượng hay tự cho mình thành tựu cái điều này thành tựu cái điều kia cũng chết, cũng chết. Hay là mình bỏng sẻn, mình không muốn nói cho người nghe bởi vì sợ nói ra cái điều đó người ta hiểu được cái điều này rồi đó không còn phải là một cái điều hay của mình nữa, thì từ cái tâm câu thúc này nó dẫn tới cái ngã mạn. Mà đó là những pháp tà, những pháp bất thiện, sở hữu đó là những sở hữu bất thiện sẽ đưa đến cái quả bất thiện. Những cái tâm xấu, những cái tốt, cho nên đây là cái pháp cần được đoạn trừ. Như vậy trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, dẫu cho chúng ta có giàu thật là giàu, chúng ta có hay thật là hay, nhưng phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đến khi chúng ta chết, chúng ta nhắm mắt rồi, tất cả mọi thứ nó cũng đều giai thị hư vọng thôi, mọi thứ nó cũng đều là kết quả không có gì cả. Mà chính ở trong Đức Phật Ngài dạy rằng là giàu sang, giàu nghèo, giàu nghèo, giàu tốt, giàu xấu gì, không có cái chuyện mà con người sinh ra nó được tốt hay được xấu, mà xấu hay không chính là do tâm của mỗi con người. Mà trong kinh khuyến tu hay lắm, hơi vừa dứt việc đời cũng sẽ chấm dứt, nào của cải, vợ con, tiền bạc, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Khi hơi này hít vào mà không thở ra, hay thở ra mà không hít vào nữa, lúc đó chúng ta chết. Thì danh vọng, tiền của, tài sản, cái hơn thua, cái quản, cái hờn, cái tranh hơn tranh thua, nó không còn là cái gì nữa. Đừng có nói chi là cái chết, kính thưa quý vị, bệnh thôi. Bệnh thôi cũng là một điều mà chúng ta đã là khiếp đảm rồi. Khi chúng ta bệnh thì giàu cho hay cho giỏi, giỏi cách mấy cũng vậy, anh hay cách mấy cũng vậy, anh nhiều tiền cách mấy cũng vậy, mà khi bệnh nó đã tới rồi thì ăn không ngon, ngủ cũng không yên, đau nhức khổ đau vô cùng, và nằm ở đó còn tranh hơn tranh thua gì nữa. Mà ở trong cái bài kinh mà tôi đã thấy bao người, bao nhiêu cái vị vua chưa bao giờ họ chấp nhận với cái gian sang của chính họ, họ luôn luôn muốn xâm chiếm nhiều cái gian sang của người khác, bởi vì cái gì? Bởi vì muốn hơn muốn thua thôi, vương quốc của mình hơn người, chưa bao giờ từ bỏ cái tính tham lam, cái tính ngã mạn này. Mà từ vua chúa cho tới tất cả thần dân cũng như thế, tất cả mọi con người đều mang trong mình một cái tấm mà chúng ta nhớ là cũng như là lòng tham không đáy, hay một cách khác nữa tức là chúng ta muốn chúng ta hơn người, mà không bao giờ nó chỉ là độc nhất vô nhị, không có con người thứ hai, vân vân. Cái tâm cái tánh hay bị cái bệnh đó, mình có hàng hiếm, hàng không đụng hàng, tức là không có người cái người thứ hai, vân vân. Thì cái đó chính là cái tâm ngã mạn, cái tâm tham chấp của chính mình. Mình tu cũng nhiều, mình nghĩ rằng bây giờ mình tu phải chứng cái pháp này, phải chứng cái pháp kia, bao nhiêu đó thì chúng ta biết cũng là cái chấp ngã rồi, nó cũng bị rớt lại, cũng bị cột lại ở trong cuộc đời này. Và có thể nói rằng là sự tu tập để đoạn trừ nó là một điều mà cho tất cả chúng ta biết là bởi vì dạy chúng ta phải luôn luôn điều phục tâm của mình, luôn luôn phải dạy cái tâm của mình. Bởi vì sao vậy? Nếu chúng ta không cẩn thận thì cái tâm của chính chúng ta nó sẽ dẫn dắt, nó sẽ mang chúng ta từ cái tham tật kiến ngã mạn sân tật lẫn hối vô tàm vô quý phóng dật, tức là chúng ta đi nguyên một cái tập hợp của phiền não, tập hợp của đau khổ. Ngày nào mà chúng ta được đoạn trừ nó bằng cái sự
tức là có pháp vận tu tập, tức là chánh niệm tỉnh giác, hay chúng ta quán về, về cái gì, quán về cái thể trường, quán về cái sự vô thường, quán về cái sự khổ não, quán về sự vô ngã, có đây sẽ mất đây, thân xác này mạnh khỏe à, đẹp đẽ à, rồi cũng sẽ già, rồi tốt đây hay à, tất cả nó vô thường. Mà như hồi nãy mà chúng ta nhớ là Đức Phật này dạy rau lá đó, đừng có tự cho rằng mình đẹp. Rồi tất cả thân này nó được hội tụ do ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này, và nó sẽ biến chuyển, nó sẽ bị vô thường, nó sẽ bị khổ não, nó sẽ bị vô ngã. Và chính vì vậy cho nên đừng có tham, đừng có chấp ngã, đừng có chấp hữu nó. Mà ngày nào mà chúng ta nhớ là bởi vì mà tham mà tới, dĩ nhiên rằng tới tam quả, khi nào mà chứng đắc qua tứ đạo thì tất cả tham đừng mới được diệt trừ, thì chúng ta biết rằng nó nặng nề có chừng nào. Tần thánh hữu học, tam quả vẫn còn cái tham, cái ngã mạn này vẫn còn, cho đến khi mà vị ấy tiến vào cái tầng thánh tứ quả thì ngay khi đó, hay là đi vào tứ đạo và một sát na qua tứ quả thì ngay khi đó vị ấy mới chấm dứt cái sanh tử khổ đau, tức là không còn cái ngã mạn nữa. Bởi vậy cho nên khi mà cái tâm của một cái vị A La Hán, tâm của vị A La Hán không còn chấp ngã, không còn cái ngã mạn, không còn một cái tì vết đau khổ nó hiện khởi. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, ngã mạn này là một pháp cần phải được đoạn trừ, bởi vì chính nó làm trở ngại, chính nó làm ngăn ngại các cái thiện pháp, hay là ngăn ngại các cái đạo quả khởi sanh. Bởi vì đó chính là tham. Đây là những cái điều mà kính bạch quý ngài chúng con trình bày. Kính thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy sẽ trừ cái thời gian lại cho trên Công Đức Tăng quý ngài thảo luận để mở rộng cái khí nghĩa của một pháp cần được đoạn trừ này. Asmit Ajahn Eko Bahatapo này cần phải đoạn trừ nó như thế nào và được tốt đẹp hơn nữa. Dạ, xin chấm dứt nơi đây. Xin kính dân Phật Phước Lành Đức Trời Đức Thích Đức Đại Tiến Quân các vị chư thiên người được chứng pháp và kính dân đến chư Tôn Đức và gửi đến toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta được an lạc tới quá trong Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Ca Giác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? À? Chúng tôi không thấy Thượng Tọa Giác Đẳng ở trong room, và cũng không thấy Thượng Tọa Sư Thầy Siêu ở trong room. Xin hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng không có mặt trong room, như Thượng Tọa đã có sổ các câu thảo luận chưa? Dạ, hỏi các vị MC, các vị trí chúng coi hôm nay tôi đẳng có thọn cái câu số lượng thổ lượng không à? Bây giờ thì không thấy đó có mặt ở trong room, và sư phụ từ siêu cũng đã vắng rồi. Giờ hỏi các vị trí chúng, quý vị có nghe không à?
Quý vị có nghe, mà chúng tôi xin hỏi là quý vị có biết là Tổ Giác Đẳng có để lại cái câu thổ luận không? Dạ vâng Phật, cảm ơn cô Lan nhiều người. Thì bây giờ kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Xin hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không ạ? À? Nam mô Phật. À, kính bạch Thượng Tọa Pháp Đăng, có thể nói rằng là ngã mạn là một pháp cần được đoạn trừ. Nhưng điều ở trong cuộc đời này nhiều khi chúng ta đó cần phải lấy mục tiêu, cần phải sự so sánh. Mình thấy người ta hơn mình đó, bây giờ mình phải bằng người ta và hơn người ta nữa. Thì cái đó là một động lực, nó tạo cho chính chúng ta tiến hóa. Ngay cả thí dụ mình nghĩ rằng người ta tu được như vậy thì mình cũng phải tu được như vậy, mà tu hơn như vậy nữa. Thì cái tinh thần đó đó, tại sao ở đây là ngã mạn cần được đoạn trừ? Nếu chúng ta có một chút xíu ngã mạn đó, có chút xíu sự so sánh đó, thì nó rất là tốt. Tốt hơn là không biết gì hết, coi như thôi kệ, coi như là ù cạp cạp, coi như là không có một cái sự tích cực. Thì nếu chúng ta có sự tích cực thì có sự so sánh đó, thì nhờ như vậy khả năng của chúng ta, nếu nói về đời hay nói về đạo cũng vậy, nói về đạo là cái sự tiến tu, và nói về về cuộc đời đó, đó chính là cái khả năng của mình, cái tài sản của mình, cái địa vị của mình so sánh, và mình phải coi xem đó là một phương hướng để mình tranh thủ và mình đạt được. Và kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, như vậy thì tại sao nó có những, tại sao mà ở đây thì nói là phải đoạn trừ nó? Và kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Alo. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ được tam bảo, kính lễ Thượng Tọa Đại Siêu. Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý vị cô Thượng Nữ Thượng Giả Phật Tử. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Thầy Quyền đó thì chúng tôi xin trả lời như thế này. Nếu mình nói là ngã mạn đó là một cái ác pháp, nếu một người có đạo quả thần thông đó là có sự thật. Thành ra khi mình nói rằng một cái người mà họ cống ngã mạn đó thì rõ ràng đó là một cái tâm sở ngã mạn, nó thuộc về cái sở hữu tham phần. Ở trong ba cái sở hữu tham phần đó là tham, tà kiến, ngã mạn, thì nó là bất thiện. Và nếu mà đã là bất thiện thì nó không có thể nào mà giống như bộ dục của người nghèo nàn mà họ nói là họ có tài sản ngọc ngà châu báu, thì thật sự là họ không có gì hết, chỉ là cái lời nói của họ thôi. Nhưng mà nếu một người có thần thông, như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, hoặc là thần thông, hoặc là lậu tịnh thông, cái này là sự thật. Cái này là sự thật, hoặc là vị đó vị thánh sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đó là sự thật. Đó là chân đế, đó là chân đế, đó là sự thật. Và cái chân đế nó có thể mang cái ý nghĩa là vị đó chứng đắc đạo quả thần thông thắng trí, thì vị này không phải là ngã mạn, mà đây là sự thật. Sự thật vị đó có thành đạt. Như vậy thì nếu mà chúng ta nói rằng một cái người tu tập thì phải ước muốn để mình đạt được những cái thần thông thắng trí hay đạo quả niết bàn, thì cái đó là Đức Phật gọi là dục thần túc, ước muốn để mình đạt được. Còn một cái người ngã mạn đó thì giống như là một người nghèo nàn, họ khoe khoang thôi. Cái người nghèo nàn họ khoe khoang mình có của cải ngọc ngà châu báu vàng bạc ruộng vườn đất đai, coi trai tới gái, thì họ chỉ là cái miệng thôi. Thì cái ngã mạn nó cũng vậy thôi quý vị. Thật sự cái ngã mạn là như vậy, nên ngã mạn nó cần phải đoạn trừ là như vậy, vì thật sự là không có. Chứ còn những người mà họ có thần thông thắng trí đó, ví dụ chúng ta thấy có những vị tỳ khưu á, có trong cái sử dụng thần thông đó, vì đó có thể bỏ xứ đi, có thể mình sử dụng thần thông mình bỏ xứ đi, nhưng mà thật sự rồi vì đó có thần thông,
Thành nói người đó có cái thắng trí rõ ràng, cái Avinya giá, Avinya rõ ràng. Như vậy thì chúng ta phân biệt một cái người có thần thông và một người họ có cái miệng nó khác nhau. Thường thường quý vị thấy ngoại đạo á, ngoại đạo khi mà ông trưởng giả mà ông treo cái bát ấy, cái bát mà tầm hương mà ông vớt được dưới sông á, ông làm đeo thành cái bát, ông treo lên cái một cái cây rất là cao, ông nói rằng ai mà biểu diễn lấy được cái bát đó thì ông sẽ làm đệ tử. Thì cuối cùng ngoại đạo họ không có thần thông, nhưng mà họ đóng đóng kịch với nhau, đóng kịch với nhau là họ nói là ví dụ như tới đó thì thầy chuẩn bị thầy biểu diễn thần thông thì con cản thầy lại, con cản thầy lại, con nói rằng giá xá gì cái bát đó mà phải dùng thần thông thì cái nọ, cũng giống như con cản thầy thầy để thầy đừng đừng sử dụng thần thông vậy, để cho ông trưởng giả đó ông đem cái bát xuống ông cúng dường cho thầy rồi ông làm đệ tử của thầy. Nhưng mà thật sự ông trưởng giả này ông không có chịu như vậy, dù là mấy người đệ tử nhiều cái môn phái, nhiều cái tín đồ của cái những cái người đệ tử đó họ đều dùng cái cách đó, nhưng mà ông này cũng vẫn không chịu. Thì cuối cùng quý vị thấy rằng một cái vị mà dùng đã đắc được quả giới trong thần thông, đã dùng thần thông để bay đi rồi lấy cái bát đó, Đức Phật ngày mới ngăn chế cái giới luật mà gọi là không được suy chuyển thần thông đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đệ tử Đức Phật có thần thông chứ thật sự là có, chứ không phải là chỉ là cái miệng. Còn những người ngã mạn họ chỉ có cái miệng thôi, tại vì cái đó là ngã mạn, nó làm cái tâm sở bất thiện mà nó hợp trong bốn tâm tham ly tà có thể có ngã mạn. Mà đã là tâm tham thì thật sự là chỉ cái sự cống cao ngã mạn, cái sự mà tự đại tự cao thôi, chứ thật sự nó cũng không có gì. Cũng giống như người nghèo mà họ nói họ làm vua, họ là trưởng giả, họ là người có của cải tài sản, có ngọc ngà vàng bạc, có đất đai ruộng vườn, thật sự họ nói bao nhiêu thì họ cũng được hết, nhưng mà họ không có gì hết. Thì chúng ta hiểu những người họ ngã mạn như vậy, nên cái pháp ngã mạn Đức Phật nói là phải diệt trừ là như vậy, vì nó là bất thiện pháp. Còn những cái phần cái thần thông thắng trí như đạo quả là có thật, có thật là mình tu tập, ví dụ mình chứng đắc được sơ nhị tam tứ ngũ thiền mình sẽ có thần thông, mình sẽ luyện được thi nhãn thông hoặc thi nhĩ thông, hoặc là tha tâm thông, hoặc là thần thông, hoặc là túc mạng thông, mình có thể luyện được. Thì cái đó là cái sự tu tập mà nó trải qua cái nội tâm mình, chúng ta gọi là cái tâm đó là chân đế hữu vi. Thì cái sự thật nó cũng vẫn có, cái chân đế sự thật nó phải có, vẫn có những cái thần thông đó, thì chính là những cái thông đó là những cái loại thần thông. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà họ chứng ngộ rõ ràng thì họ có cái năng lực. Cái người mà họ ngã mạn thì họ giống như người nghèo, họ tự tuyên bố mình giàu sang này kia nọ thôi, chứ thật sự họ không có gì hết. Và chúng ta đó thì một cái người tu tập đó thì nhìn vào Đức Phật thì có những cái điều đó, nên chúng ta nỗ lực để đạt được cái điều đó. Điều đó là điều nên khích lệ, đó là cái dục dục nhi túc, mình cố ước muốn để mình đạt được thần thông thắng trí đạo quả niết bàn, thì điều đó Đức Phật này đã dạy trong bốn pháp thần túc rồi, đó là dục nhi túc, cần nhi túc, tâm nhi túc và thẩm nhi túc. Như vậy là cái dục nhi túc là sự ước muốn để mình đạt được những cái năng lực này, thì mình phải bỏ công ra mình tu tập thiền chỉ, thiền quán, luyện các loại thần thông. Cái đó là cái sự thật. Thì tuy rằng đó, chúng ta vẫn biết rằng đối với một cái vị thánh thực sự đó, vị này có thần thông, vị này cũng có thể sử dụng thần thông, nhưng vị này có thể bỏ xứ đi. Thì vị này tôn kính chư tăng, có nghĩa là vị này có thể sử dụng thần thông mà có thể bỏ xứ đi, chứ không có ở trong cái xứ đó. Vì nhiều khi những người nam nữ cư sĩ họ kiếm mình và họ không có kính chư tăng, cái vị đó phải bỏ đi, xứ đi là chỗ đó. Như vậy thì những người có thần thông là có thật, những người có đạo quả niết bàn là có thật. Nhưng mà những người họ có cái miệng thì họ ngã mạn, họ tự tuyên bố như vậy thôi, chứ họ không có gì hết. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Thầy Quyền thì Phật Đăng xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì xin gửi cái mic lại cho Thượng Tọa Thầy Quyền, chư tăng các ngài muốn chia sẻ gì thêm chia sẻ. Nhưng mà đối với câu hỏi của Thượng Tọa Thầy Quyền xin trả lời như vậy. Bây giờ xin gửi mic cho Thượng Tọa.
Dạ, sa thú kính tri ân đến thượng tọa. Con đã thấy thượng tọa giác đẳng vào trong mình kinh cuối kính công tỉnh thượng tọa tiếp tục dự học cái chương trình nhờ một phần kính vào. Sa thú kính thưa tổ tự nguyện, bạch thưa tổ tự siêu, thưa tổ quả ở chúng. Nếu thưa tổ tự siêu đang có mặt, chúng bái xin tỉnh thưa tổ quả khí trả lời cho cô thưa luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thưa tổ tự siêu, thưa tổ quả ở chúng bái xin. Bất thưa tôi thầy siêu thuật ngữ ngã chấp Asmimana ở trong bài kinh hôm nay chúng ta nên được hiểu chính xác là thế nào. Kính thỉnh thượng tọa quan hệ cho một vài gợi ý. Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi lên trên thành phố, lên Sài Gòn để mà chúng tôi đi khám bệnh. Nhưng mà từ hồi sáng đó, từ hồi nãy đến giờ thì chúng tôi bị trục trặc ở trên thành phố. Cái đường wifi, cái đường net nó dở hơn ở dưới Vĩnh Long nhiều lắm. Cho nên chúng tôi trục trặc. Bây giờ quý vị nghe được rồi phải không? Chúng tôi xin được trả lời. Kính thưa quý vị, thực ra thì hồi nãy chúng tôi có nghe được nghe không? Một pháp cần phải được đoạn trừ là chỉ cho Asimanasa, Asimemano. Mà Asimemano nó không phải là cái sự ngã mạn, không phải là đơn thuần là cái sự kiêu mạn ở trong cái tâm sở của ba giới phần tham ngã mạn, tham
Bởi vì mạng ở đây mà cần phải được đoạn trừ asimanasa theo trong chú giải đó, thì cái này nó thuộc về thân kiến, nó thuộc về thân kiến, tức là chấp ngã. Aspi, aspi là chấp ngã ở trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn. Như vậy thì cái chữ asimana ở đây đó là ngã chấp thủ, phải nói là ngã chấp thủ trong ngũ quẩn. Nó đồng nghĩa với chữ sakkha vedithi, sakkha vedithi cho rằng sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Thọ quẩn là ta là thọ quẩn, trong thọ quẩn có ta, trong ta có thọ quẩn. Tưởng quẩn là ta là tưởng quẩn, trong tưởng quẩn có ta, trong ta có tưởng quẩn. Hành quẩn là ta là hành quẩn, trong hành quẩn có ta, trong ta có hành quẩn. Thức quẩn là ta là thức quẩn, trong thức quẩn có ta, trong ta có thức quẩn. Như vậy thì ở đây chấp bản ngã theo năm quẩn, như vậy chúng ta có tất cả là 20 cái thần kiến sắc hài giới đi thí. Mà 20 cái thần kiến này đó, thì ở trong chú giải nói rằng là chính đó được gọi là asimana, asmimana. Chúng ta cần phải phân biệt chữ asimana, chữ asmi, ta là một cái động từ mà chỉ ngôi thứ nhất, ta là. Thì do đó cho nên asimana mới là một pháp cần được đoạn trừ, eko thammo pahatappo, một pháp cần đoạn trừ. Bởi vì cái tính cách rất quan trọng vậy. Một vị tu đời quần, đắc tu đời quần thì cái vị đó được đã diệt trừ được asimana, tức là thân kiến. Còn nếu mà chúng ta nói là bởi vì cho nên cái chữ ngã mạn mà hồi nào đến giờ đó mà trong sách cũ đó, mà cứ dịch chữ mana là ngã mạn thì chúng tôi không có đồng ý, xài riết nó quen thưa quý vị. Chúng ta thấy rằng là chỉ có thân kiến, diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ là cái sự đoạn trừ của tâm tâm sơ đạo sơ quả, đến tâm dị đạo dị quả thì giảm nhẹ dục ái và sân, tâm đạo tâm quả thì diệt trừ đoạn trừ tuyệt dục ái và sân. Còn mạng ái sắc eo vô sắc mà phóng vật và vô minh đó, mạng ba ná đó bậc a la hán mới đoạn trừ được. Thì như vậy ở đây khi mà nói đến asimana là pháp cần phải được đoạn trừ là chỉ cho thân kiến. Cái này có tính cách nguy hiểm hơn, cái tính cách nguy hiểm hơn cho nên mới chỉ là pháp đoạn trừ. Chứ nếu chỉ là mạng, cái sự kiêu mạn thường hay là cái sự tự hào so sánh hơn ý hơn hơn ý bằng hơn ý thua, bằng ý hơn bằng ý bằng bằng ý thua, hay là thua ý hơn thua ý bằng thua ý thua, thì chính cái cách ma ná này đó nó không có đáng kể. Và chỉ cần chỉ đến nó tinh vi đến mức độ mà đến a la hán mới đoạn trừ được. Một vị tu đồ quần vẫn còn ma ná như thường, vẫn còn ma ná. Nhưng đối với vị tu đồ quần thì asimimana không còn nữa. Cho nên chúng ta thấy cái sự quan trọng của asimimana và chữ mana nó khác nhau cái chỗ đó. Ở đây chúng ta có ba cái, có bốn cái mạng. Một là hina, hinamana, tức là cái sự tự ti, tức là cho rằng mình là thấp kém. Atimana là quá mạng,
cái sự cống cao. Rồi Asinibana tức là mạng ngã sở. Và chúng ta nếu mà dùng cái từ châu ngữ mà chúng ta nói ngã mạng thì người ta hiểu lầm. Những ngã mạng họ tưởng đâu là dịch từ chữ mana, nhưng thực sự thì chữ mạng ngã sở đó tức là ngã mạng đó, thì cái này thuộc về tà kiến, thuộc về cái tâm sở tà kiến. Và khi mà nói đến mạng thì còn có một cái nữa mà đối với vị tỳ kheo cái này nó không có, nó không phải là quan trọng về giới. Thí dụ athimana tức là tăng thượng mạng, là cái sự ngộ nhận hiểu lầm. Một vị tỳ kheo mà vì mong muốn được người khác kính trọng cúng dường cho nên khoe phất mật cao nhân mà mình chưa thật chứng chưa thật, thì cái đó là phạm paricitta. Nhưng mà nếu vị đó do cái sự hiểu lầm, do cái sự ngộ nhận, đang hành thiền mà thấy cái tâm mình nó yên lặng, thấy nó có sự hân hoan, thấy nội tâm trong sạch thanh tịnh, tưởng lầm mình chứng đắc thiền định hay đạo quả, rồi đi nói cho một vị khác nghe đó, thì cái này nó chỉ là tăng thượng mạng thôi. Cho nên chữ mạng, chữ mana là chúng ta phải hiểu nó có bốn, nó có bốn cái cách, bốn ý nghĩa. Mà trong đó cái ý nghĩa asivana là ý nghĩa vô cùng sai, vô cùng sai. Bởi vì asivana nó rơi vào cái tình trạng gọi là tà kiến hay là ngã chấp thủ. Thì đây là chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Sư Đại Đức Nguyên Thông Quang Hỷ là chữ asivana không phải là tự cao cống cao, mà asivana tức là mạng ngã sở, mạng ngã sở, mạng ngã sở. Chứ còn nếu mà tự cao cống cao thì nó rơi vào cái từ gọi là atimana. Cho nên ở đây chúng ta phải tìm được cái từ nào, mặc dù chúng ta nói rằng là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, nhưng mà từ ngữ nó cũng rất là quan trọng thưa quý vị. Từ ngữ quan trọng lắm, bởi vì nếu mà xài cái từ ngữ mà không có chuẩn đó, hoặc là chúng ta hiểu sai cái từ asimana mà chúng ta hiểu giống như chữ mana bình thường, thì hỏi vậy chứ vị tu đầu vườn còn mana không? Nó còn. Vị tu đầu vườn Tư Đà Hàm, A Na Hàm vẫn còn mana, bởi vì tới A La Hán mới diệt trừ được. Nhưng mà hỏi vậy chứ asimana thì bậc thánh nào đã đoạn trừ? Thì nói là từ tu đầu vườn, một khi đã chứng đắc đạo quả tu đầu vườn là đã diệt trừ, đã đoạn trừ asimana rồi. Chúng ta phân biệt cái chỗ đó. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đấng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bụt Thầy, dạ thượng tọa Tề Siêu đã trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng xong rồi. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng cầm mic trở lại. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Kính trưng thượng tọa Tề Siêu. Tiếp theo thì xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, không biết thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, kính thỉnh thượng tọa Quang Hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2. Dạ, thượng tọa Pháp Đăng, có nhiều người xem rằng cái niềm hãnh diện, tự hào, thậm chí là tự thị về bản thân, đó là niềm vui thỏa của con người. Từ đó có thể cho một vài thí dụ là tại sao mà cái chấp ngã nó mang cho chúng ta đau khổ hơn niềm vui. Kính thưa thượng tọa. Hello. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con đang kính lãnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cái nên để thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Quyền, thượng tọa Phật Tân, thượng Minh Hạnh, đại đức Nguyên Thông cùng với chư tôn đức tăng kính chào bà cô nữ thần giáo Phật tử. Mình nói rằng tại sao mà xin cho thí dụ cụ thể sao người chấp ngã là người đau khổ nhiều nhất giữa cuộc đời này. Chúng ta thấy như là câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đó. Mà chúng ta thấy cái người cái người phụ nữ là họ đẹp lắm, nhưng mà sau khi mà người gọi hỏi vào cái kiến thần á, là xưa kia thì bà đẹp nhất trần, nhưng nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn, bà ta rất là đau khổ vì không muốn ai đẹp hơn mình. Nhưng mà thật sự đâu quý vị biết rằng cái xuất phát chúng ta nó cũng chảy theo thời gian và nó không bao giờ giữ yên như vậy. Nên khi mình chấp thủ cái gì mình đau khổ cái đó, khi mình nói mình là số 1 về sắc đẹp, nhưng mà có ai đó thời gian họ đẹp hơn mình thì mình cũng khổ. Rồi mình nói mình giàu hơn mọi người, nhưng mà thật sự có người khác giàu hơn mình thì mình cũng đau khổ. Và thật sự chúng ta thấy là ở đời đó, dù mình nói cảm thọ đi, hay là mình nói cái này kia nọ đó, thì dù mình nói cái nói là mình số 1 đi thử đó, thì không có gì là số 1 hết. Thí dụ như vậy, chúng ta thấy mình nói mình sức lực số 1 đi, nhưng mà thật sự một thời gian sau thì cái sức lực cũng tàn tạ theo thời gian, rồi mình trở thành cái người gọi là tiều tụy hoại, rồi chúng ta già nua thì các cái cảm thọ hoặc là tâm chúng ta hoặc là thì cái nó cũng biến đổi hết, nó cũng biến đổi hết. Thật sự thì chúng ta thấy rằng cái người chấp ngã đó họ đau khổ là phải, tại thật sự cái nó không phải là của mình. Nó luôn lo duyên giả hợp thôi. Ví dụ mình nói một người khỏe hồi nữa họ bệnh, một người già rồi họ trẻ, rồi một người họ thường thường cái con người chúng ta đó có thể là chút bây giờ chút xíu nữa chúng ta bị bệnh đau bụng, nhưng không có sức lực. Có nhiều khi sức lực là khi chúng ta không có bị đau bụng thôi, chứ còn khi chúng ta bị đau bụng rồi chúng ta cũng không còn sức lực nữa. Thật sự đó thì như vậy, nên cái thằng con người của mình dù mình nói có đẹp đi đó, chẳng qua mình có ăn ngủ đồ này kia nọ, mình có cái thân cho mình được cái sắc đẹp đấy, nhưng mà mình nếu mà mình bị tiều tụy một đêm, mình lo âu một bữa đó, thì mình cũng biến dạng cái cơ thể thân hình của mình. Thành ra thật sự ra khi mà mình có cái sự mà chấp ngã thì thường thường là những cái đau khổ trong cuộc đời này thật sự là không có cái gì mà nó bền bỉ, không có gì nó thường hằng hết. Nó luôn bị biến đổi và nó luôn bị biến dịch, nó bị luôn bị thay đổi liên tục như vậy. Nên
những cái điều đó được được Đức Phật ngài nói, cái người nào chấp thủ hay là người đã chấp vào cái ngã chấp đó, sắc là tôi hay là tôi là sắc, hay là thọ là tôi là thọ, tưởng là tôi là tưởng, hành là tôi là hành, tức là tôi là thức đó. Thì thật sự nó không có chắc. Bởi chúng ta thường thường chúng ta thấy cái tâm chúng ta từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hay là chúng ta nghĩ rằng mình có những cái tâm là thiện sơ thiền, thì có tâm thiện nhị thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền, tâm thiện ngũ thiền, tâm thiện không nguyên xứ, thức nguyên xứ, vô sở hữu xứ, vi tưởng xứ. Thành ra nó có những cái mà nó mình nói nó thấp, rồi có những cái nó còn cao hơn nữa, mà không có cái gì mà mình nghĩ rằng cái đó là số một hết. Không có, các pháp vũ vi nó chỉ là vay mượn thôi. Chúng ta thấy dù chúng ta có đắc ngũ thiền đi, rồi chúng ta bị bệnh, nó bị hoại thiền, cũng như bị tỳ khô, bị xiển, mỗi lần mà bị đó chứng thiền, rồi bị đó vô thí cá, đó bị hoại thiền. Thật sự ra thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này đó, nó không có cái gì mà gọi chúng ta gọi là bền bỉ vĩnh hằng hết. Nên cái người chấp ngã thì họ đau khổ, họ chấp vào cái gì họ đau khổ cái đó thôi. Nên nhiều khi mình thấy là cho đến một cái người mình nói rằng vợ mình chung thủy, nhưng mà tự ra cũng chưa chắc. Nếu có một người khác cho họ hơn, họ cũng không có còn chung thủy với mình, hoặc là bây giờ họ chung thủy nhưng mà kiếp sau họ chết đi họ cũng không chung thủy. Và chúng ta thấy như cái câu chuyện của hoàng hậu Phát Đa mà chết mà sanh đi, những cái câu chuyện của những vị hoàng hậu, những đế vương đó, chết sanh kiếp khác thì có con thú đực khác, chứ không còn thương đức vua nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sanh làm một cái loài thú khác đó, thì chúng ta có cái trang lứa của loài thú đó. Khi chúng ta sanh làm người đó cũng có trang lứa của loài người. Chúng ta sanh làm chư thiên có trang lứa của chư thiên. Thành ra nó khác biệt với nhau vậy hết. Thành ra mình không có thấy cái gì ở đời này là nó thường hằng, nó vĩnh cửu hết. Nó không có cái gì là của mình hết. Mình chấp vào đâu thì mình dính vào đâu, mình thấy sẽ lấy đau khổ do đó. Không chấp vào đâu thì mình đau khổ cái đó thôi. Nên thường thường quý vị thấy những người chấp vào của cải tài sản mà lúc chết thì sẽ làm chó, làm rắn, làm chuột. Mình dính mắc vào đâu thì mình sẽ chịu đau khổ đó. Thường thường chúng ta thấy ở đời thì đối với cái nghiệp của chúng sanh có sự sai khác. Nhất là mình thấy như hôm qua mình học về xúc á, thì nó do cái duyên cảnh cảnh và thức mà xúc nó sanh khởi lên. Nó chỉ là cái sự giả hợp giữa căn cảnh và thức thôi. Chứ còn nó cũng tùy thuộc rất là nhiều những cái yếu tố nữa. Thành ra khi mình nói cái nào của mình đó, nó đều là không đúng. Ví dụ như bây giờ mình nói như một chiếc xe nó chạy liên tục 100 cây số một giờ, thì mình nói tôi đang như vậy, thật sự cái đang cũng thay đổi liên tục. Nó cũng đang nó cũng thay đổi liên tục, tại cái sắc quẩn của mình đó, theo vi diệu pháp đó, thì nó sanh diệt liên tục, và cái danh quẩn cũng sanh, cái tâm của mình cũng sanh diệt liên tục. Nên thật sự mình nói cái gì của mình đó, nó cũng không có phù hợp hết. Tại già biến đổi từ giờ, từ phút, từ giây, rồi các cái cảm thọ nó cũng biến đổi theo cái ăn uống ngủ nghỉ, theo cái sự vui buồn khỏe mạnh của mình. Ví dụ mình bây giờ mình đang bệnh hoạn đi, một cái cảm thọ nào đó nó cũng không làm cho mình vui được, thì cơ thể mình bị đau đớn. Nhưng mà rồi cái đau đớn ít, đau đớn nhiều, hoặc là đau đớn không đau đớn cũng khác nhau. Thành ra con người của chúng ta đó, nó còn phù hợp, nó còn dựa vào nhiều yếu tố lắm. Mình được bữa ăn ngon nhưng mà trời nóng quá, hoặc lạnh quá, hoặc là gió quá, rồi gặp, hoặc là bữa hôm đó rùi bu nhiều quá, mình cũng thấy gốm nữa. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy nó có nhiều cái yếu tố lắm. Nhiều khi mình mở đồ ăn ngon ra mình thấy rùi bu, mình cũng thấy không hấp dẫn nữa. Rồi nó bu lung tung, nó bay lum hết, mình thấy gốm. Thành nhiều khi chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái điều mà trong cuộc đời này nó mình không nên nói cái nào là số một, bởi vì nó số một á, nó tạm thời mình nói như vậy thôi, chứ thật sự nó cũng không có cái gì mà nó bền bỉ, nó không biến dạng theo thời gian, nó không biến dạng theo cái cảm nhận của con người của mình. Thành ra cái danh và sắc nó là như vậy, cái ngũ quẩn là như vậy, thì nó là muôn đời nó là như vậy thôi, chứ còn không khác được, không thể nào khác được. Nên Đức Phật nói rằng cái người ngu mới nghĩ mình không già, không bệnh, không chết, chứ còn cái người trí ấy, thì lúc nào cũng nghĩ mình già, mình bệnh, mình chết hết. Nên cái Đức Phật nói người trí thì luôn nghĩ sự thật, người ngu thì hay nói như thế này thế kia. Thì Đức Phật ngày ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng cái người chấp thủ là người đau khổ là như vậy.
Để người trí, các bậc thánh là người trí nên các ngài không có đau khổ vì các ngài biết ngũ uẩn này là như vậy, do cái nghiệp tạo, do vật thực tạo, do tâm, do thời tiết mà mình thấy thân danh sắc ngũ uẩn này thôi. Chứ còn thật sự nó không có những điều kiện này thì mình cũng không có cái thân. Rồi cái thân là nó do tạo thành như vậy thì cái nào nó là của mình, nó không có. Tinh cha huyết mẹ mà chúng ta thấy thân thể của chúng ta đó, do cha mẹ chúng ta ăn uống vật thực mà có cái tinh trùng, cái noãn bào, do nghiệp, do thức của mình có mặt ở đây thì đâu có cái gì là của mình. Thì ở trong cái câu số 2 thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ con xin gửi cái mic lại cho Thượng Tọa rồi giác đẳng, nếu cái gì cần nói thêm cho Thượng Tọa. Đại Đức Huy Thông, Đại Đức Huy Thông Quan Khỉ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Nếu Huy Thông Quan Thông có nhiều người xem niềm tự hào về bản thân của mình là một cái trạng thái rất là lành mạnh về tâm lý, có tự hào con người mới chịu khóa học, chịu khó hành, có tự hào thì con người mới chịu khó phấn đấu. Nhưng mà tại sao cái tự hào về bản thân của mình lại là một con dao hai lưỡi theo Phật học? Xin kính thỉnh Đại Đức Huy Thông. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con nghe chập chờn, fluctuate, thành ra không rõ, xin cô sư phụ test check lên thì con mới đọc rõ. Cái máy computer của con hình như nó như thế nào, nhưng mà cái lời nói của sư phụ nó hơi nhỏ, nghe không rõ. Xin sư phụ test check lên cho con đọc được, cho con mới biết được sư phụ. Con thỉnh mời sư phụ. Dạ, cái câu thảo luận số 2 hỏi rằng tại sao cái niềm tự hào về về bản thân là con dao hai lưỡi, cái niềm tự hào về bản thân là con dao hai lưỡi. Kính thưa sư phụ, cái câu này thì cũng dễ hiểu, là cái người mà tự hào về bản thân đó, mà đối với cái người hành giả đó, mà nếu cái niềm tự hào nó không có kiêu mạn, không có so sánh hơn người, hơn mình, nhưng mà cái niềm tự hào là người đó mình thấy rằng trong cái lĩnh vực văn học hay văn chương hay là nghệ thuật của thế gian, cũng như trong cái lĩnh vực Phật học siêu thế của giáo pháp của chư Phật, thì cái người hành giả đó nếu mà biết mình hiểu biết đúng đắn thì cái đó là mình biết rõ như vậy, thì mình có tiến tu nữa thì đó là có về cái mặt positive của cái sự nhận xét của mình. Nhưng mà nếu mình mà tự hào về đó, mà mình cho rằng mình mà cao hơn người khác, mình hay hơn người khác, thì cái này là có một cái ác bất thiện pháp, là gì? Là một cái điều mà mình coi mình hơn người khác, tức là mình khinh khi người khác. Đó là một cái điều là mình sẽ không thấy mình tiến hơn nữa, mình học nữa. Và cái điều đó nó gây cho mình, cái người khác cho rằng mình là có một con người có một cái tánh là không được tốt, là kiêu mạn. Hồi nãy con có chắc chắc lên mà sư bá có observe và cái điều đó là bởi vì từ cái nghĩa tiếng Hán và cái nghĩa mà tiếng Việt Nam thì nó có một cái ranh giới nó hơi mù mờ, thành ra con có sự lầm lẫn với đó, và con rất phục sư bá là rất sát trong cái ngữ nghĩa của chữ Hán, trong cái con do dùng chữ cống cao ngã mạn, trong khi sư bá chỉ nói là cái cho rằng mình tôi là, thì cái mana của giáo pháp thì nó là như vậy. Cho nên là có những cái điều mà cái
cái bifurcation, cái nặng rằng lằn ranh chia, cái hai cái ý nghĩa nó cũng không được rõ ràng lắm. Cho nên cái chữ là tại sao niềm tự hào về bản thân là con dao hai lưỡi, niềm tự hào về bản thân, thì nếu là cái người hành giả đó có ý muốn mà hiểu biết về cái khả năng của mình, thì cái tự hào là biết rằng mình biết được cái điều đó đúng trong thế gian và về con đường tu hành giải thoát đó, thì mình hiểu biết giáo pháp của Đức Phật là đúng, thì cái người đó là có con đường tiến tu nữa. Mà hiểu biết giáo pháp Đức Phật là đúng thì phải biết rằng là cái giáo pháp của Đức Phật là nói tóm lại là nhân quả, nghĩa là sao? Nghĩa là điều gì mà thân khẩu ý của chúng ta làm sai, nói sai, nghĩ sai là chúng ta sẽ chui vào địa ngục ở, tức là cái nhân quả nó không sẽ không chừa, nó không có nhìn mặt chúng ta là giàu có hay nghèo, hay là sang giàu hay là như thế này đó, mà cái nhân quả của nó là cái người nào mà thân hành khẩu hành ý hành phải, tức là cống cao ngã hay là làm có những cái ác bất thiện pháp trong cái tư duy hành động và lời nói, thì sẽ bị những cái quả báo của nó. Và nếu làm thiện thì sẽ lãnh quả báo thiện. Nếu hiểu biết như vậy thì cái tự hào nó là có phần mà tích cực. Còn ngược lại tự hào của mình biết điều này mà khinh người khác thì đó là cái điều tiêu cực. Và vì vậy cho nên cái câu tại sao niềm tự hào về bản thân là con dao hai lưỡi, đó là cái điều hiểu mà con xin trình bày cho lên sư phụ để sư phụ nhận xét và chỉ bảo những điều mà con nói không đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư phụ trả lời trở lại mai. Sa thủ kính trình đại đức quý thông. Bất thường thời xưa thì tôi có còn ở trước máy không? Biết là giờ này cũng hơi khuya. Thưa Thầy Pháp Đăng còn ở trước máy không? Nếu Thưa Thầy Pháp Đăng nghe được xin định, thì tôi quan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 4. Thưa Thầy Tuyên Quyền có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thưa Thầy Tuyên Quyền... Dạ, Thưa Thầy Pháp Đăng. Thưa Pháp Quang Hỷ, trả lời cho cô thảo luận chung số 4 là trong sự tu tập đó, mình tu tập cách nào để mình giảm bớt cái ngã chấp. Xin kính thưa Thượng Tọa. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa. Nếu mình nói rằng tu như thế nào để mình dứt trừ cái ngã chấp, thì cái ngã chấp á, do mình chấp cái gì, mình chấp mắt là của mình đó, thì mình cứ nhìn vào con mắt, nhìn vào cảnh sắc, nó cũng do mắt, cảnh sắc, do ánh sáng, do nhận thức, do cái sự chú ý của mình thôi. Nhưng mà con mắt nó cũng có thiện có ác, cũng có thiện, cũng có tham sân si, nó cũng có vô tham vô sân và trí tuệ. Như vậy mình nhìn vào cái mắt á, mình thấy được cái mắt của mình nó biết cảnh sắc và nó cũng bị thiện bị ác như vậy đó. Thì mình hiểu được đó, nếu mình chấp vào mắt của mình đó thì điều đó không nên, nhưng mình hãy tu tập theo thiện nghiệp để dứt trừ cái sự luân hồi của con mắt. Bởi vì mắt nó luân hồi do lòng tham đưa đến sự luân hồi. Còn nếu mình nhìn vào mắt đó, mình tham đó, thì tất nhiên mình phải còn luân hồi thôi. Nếu mình dứt trừ tham được trong con mắt đó, thì cái sự luân hồi nó hết. Thì nếu mà mình hiểu như vậy đó, thì mình sẽ tu tập mà xả ly đối với con mắt. Còn đối với tai cũng vậy. Tai đối với cảnh thinh
Nếu mình nghĩ rằng cảnh thân nó vẫn có tham, vẫn có sân, vẫn có si, vẫn có vô tham, vẫn có vô sân, vẫn có trí tuệ. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng tham là nguyên nhân để tái sanh có lỗ tai. Những loại thú mình thấy nó cũng có lỗ tai, con dơi hoặc là con vật gì vậy, vật này vật kia nó cũng đều có lỗ tai hết. Thì nó do tham ái mà nó tái sanh làm những loại súc sanh. Rồi con người thì cũng nghe, nhưng mà làm thiện thì được sanh làm người, làm chư thiên. Nhưng mà rồi nó cũng vẫn vậy luân hồi, chỉ có từ bỏ tham trong lỗ tai thì mình mới không luân hồi thôi. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình sẽ tu tập từ bỏ tham trong luân hồi, trong lỗ tai, trong mũi, trong miệng, trong thân, trong tâm của mình nó cũng như vậy. Nếu mình nói thân của mình thì cũng bị đại tiện, tiểu tiện, nó cũng bị mỏi, mà cũng ngủ nghỉ, nó cũng bệnh hoạn, nó cũng thời tiết, nó cũng đủ thứ chuyện hết. Thành ra mình thấy rằng cái thân của mình là do tham ái tác thành như vậy. Nếu mình tham ái thì phải luân hồi thôi, mình phải từ bỏ tham ái trong thân, trong miệng, trong ăn cũng vậy, mình ăn thì phải đại tiện, uống là tiểu tiện. Cứ những cái nỗi khổ này nó tiếp diễn là do tham ái, mình phải từ bỏ tham ái thì mình sẽ dứt trừ được cái sự luân hồi. Mình nghĩ như vậy thì mình sẽ bỏ được cái ngã chấp. Thì theo con nghĩ rằng nếu một người mà nhìn nhận đúng sự thật như vậy đó, thì mình tu tập từ từ đó mình sẽ bỏ bớt cái ngã chấp. Vì cái ngã chấp đó là cái sự hiểu sai trong cái ngũ uẩn thôi. Trong sắc thọ tưởng hành thức, trong ăn uống ngủ nghỉ, trong vui buồn của mình thôi. Nhưng mà mình khi mình nhận diện được cái gì mà nó có tham ái, nó tác thành cái thân luân hồi. Và nếu mà dứt trừ tham ái thì không có tác thành cái thân luân hồi. Dù là người hay trời nó cũng chỉ là những cái thiện nghiệp nó cho đổ sanh thôi. Còn vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì do cái ác nghiệp mà cho tái sanh. Khi mình hiểu được như vậy thì con nghĩ rằng mình sẽ bớt đi những cái ngã chấp. Mà mình sẽ tu tập theo cái phương hướng mà Đức Phật ngày dạy như vậy thì mình sẽ một thời gian không lâu nữa mình sẽ dứt được những cái sự dính mắc vào trong mắt tai mũi lưỡi, trong danh sắc của mình, thì mình sẽ từ từ mình sẽ xả được cái ngã chấp, xả được cái ngã chấp. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đấy thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại, nếu cái gì cần nói thêm thỉnh với Thượng Tọa chia sẻ thêm nhé. Nam mô Bổn Sư Gia. Thưa Thượng Tọa, Pháp Đăng đã trả lời câu hỏi rồi. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng cầm mic trở lại diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Gia.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, không biết tôi nói là trong room có nghe không vậy? Nam mô Bụt Tha. Dạ, con xin kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi cầm bút trở lại. Dạ, bây giờ ở trong room mình không có tiếng nói. Dạ, con. Dạ, nghe rõ mà. Con mong rằng thượng tọa Giác Đẳng cầm bút giùm. Dạ, con xin kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng cầm bút. Nam mô Bụt Tha. Giá, sau khi trường tọa Pháp đang trả lời câu hỏi xong thì có thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại cầm mít, nhưng mà thượng tọa Giác Đẳng không cầm mít, không biết thượng tọa bị bận cái gì. Bây giờ thì thấy bàn tay của dạ, con xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng cầm mít đi, tại bây giờ là có khoảng 10 phút rồi không có ai cầm mít hết. Dạ, dạ con kính thỉnh, con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng cầm mic.
Dạ kính thưa sư phụ, có một nick là N119 dash 1 hỏi mà nhờ con post lên là có thể dùng pháp môn đoạn giảm để diệt trừ asmamina không? Xin sư bá tuệ siêu hay là bất kỳ vị sư nào trả lời cũng được, con biết gì thế. Bây giờ hiện tại có sư phụ đây, con kính mời sư phụ trả lời câu hỏi mà nick đó hỏi. Con xin được trao mic cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ cầm mic. Lâm Bồ Thầy và kính bạch kính đại lễ thượng tọa tuệ siêu đại lễ thiên tôn đức thần chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, nhã chấp không đơn giản là một cái bất thiện pháp mà chúng ta có thể đoạn trừ giảm thiểu bằng suy nghĩ hay là bằng sách vở. Đó là một điều mà rất dễ dàng để hiểu tại sao có những trường hợp một cái gì đó mà đánh động vào lòng tự ái của mọi người, lưu thù chủ quán, và nó trở thành một thứ phi tạo ngắn với tâm trí trong một thời gian rất dài. Tại vì đó là sự chấp thủ từ vô lượng kiếp. Và nếu mà để hiểu sự chấp thủ này thì thưa quý vị, thì giáo lý dương khởi rất là cần. Giáo lý dương khởi ở đây đó là cuộc sống dựa vào các căn cảnh và thức. Khi mình nói sáu căn thì dễ hiểu, nhưng mà nói sáu cảnh thì thưa quý vị, trở lại bài học ngày hôm qua đó, chúng ta học về một pháp cần phải biến trì là xúc. Khi về đề cập đến xúc thì chúng ta thấy rõ ràng là các pháp sanh và diệt có cái bản chất riêng, có tự tánh riêng. Sự sanh diệt đó là cái hiện tượng của giáo lý duyên khởi. Cái này tác động cho cái kia tồn tại. Vì do vậy, một cách để giảm thiểu ngã chấp là chúng ta suy niệm về giới lý duyên khởi, thấy được ở trong tiến trình sinh và diệt của nhân sắc nó có bản chất có sự sinh diệt riêng. Câu trả lời sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt học của thầy. Kính thưa chư vị vào rộng để thuyết giảng. Đại lễ quý thầy thân chào tạm biệt, kính chúc một đêm an lành, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thuốc lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng
bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ố Sướng Hồng Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay Phong Lan bận, không phải Phong Lan bị trở ngại âm thanh, là Lan Gia Nguyệt, lát nữa để băng nhạc dùm hết Lan Gia Nguyệt, không biết có nghe không nha. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng công đức đã làm. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết chương đó. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-cha. Ta 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 ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ga pang bu nya pa lang ma ya sa pe an tu te ye ta su li tang ye nang bu nya pa lang ma ya ye ya ta ta na lang ti ye va gan to a ni ve ca yum sa pe lo ca.